大姐，那那哦，大姐啊，我一个姐同事，我老了，我去投资。Em thì em mong muốn là bây giờ ông với bà là cao tuổi rồi thì mong muốn em làm mỗi nhà cho. Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cồn Núi. Nay thì cháu Tuyên tính lấy ghế về đây ngồi đi. Cháu Tuyên ngồi cùng với bé Tính và cả ông nữa, một người ông rất là tuyệt vời khi mà cháu Tuyên chia sẻ khá là nhiều rồi và lần đầu tiên gặp được ông. Ông có biết nói tiếng phổ thông không? Không. Chị Po à? Chị Po. Tính chào các bác đi. Chào Tính, chào các anh, các bà, các chú và các anh chị và anh chào anh Tuyên. Cho anh mượn cái mic một tí nhá. Anh nói chuyện với ông một tí. Giờ nhớ Dung mà. Nhớ Dung à? Nó chia lo chỉ lo. Ồ, sao mình mà, nó chỉ lo. Mùa xí thế là gì mùa? Nó chế ra. Nó chế ra. Mùa mà nhớ từ mùa này, mùa này đó là. Từ tên ấy, từ bỏ là nhớ đi. Nhau chạy thế thì chỉ tôi chào chào Tính ha, bỏ lò là chào tôi Tính ha, chỉ nhẹ nhõm to là nhẹ mà tôi mua chỉ vú nhau lâu này tôi là tôi mua đi pay nhau pay tôi Tính lâu mày mày chia tài sản rồi ông đang nói là nhà này cũng là của em mua, còn nhà bên kia cũng là của em mua. Bé Tính và ông bà đang ở cái nhà của bé Tính thôi. Không biết là cái câu chuyện nó như thế nào mà hai ông bà cùng với con trai lại chia tài sản. Cái đó thì cháu Tuyên cũng không quan tâm. Cái đó không phải việc của mình, nó là việc của gia đình. Nên là mình chỉ có hỏi thông qua một chút thôi. Bé Tính thì lại theo ông bà về đây. Cả ông cả bà lại di chuyển về đây. Cứ nhìn đi nhớ to mà chỉ rúa gì là rúa. To một trăm một trăm nhưng mà tôi nên là tính cái gì à? Tôi nên là lấy cha lấy là dù á chứ. Cha lấy dù là. Cha lấy là dù. Con bò này nó nuôi rẽ này các bác này, vừa mới dắt về thôi. Lấy đi cha ba lấy dù cho mình nhưng mà. Do quay chim mà chọc phát cử thế. Nuôi rẽ. Mục đích mới nhiều à? Tính ý tôi chỉ mới nhiều. Con bò này là nuôi mục đích là lấy phân thôi các bác. Có lẽ là nó sẽ không thiết thực bằng có người phiên dịch ở đây. Tuy nhiên thì cháu Tuyên cũng cố gắng dịch cho các bác để cho các bác hiểu nhá. Và đặc biệt là cô chú anh chị nào là người Mông thì các bác cố gắng hiểu cho cháu nhé. Hôm nay thì ngồi với ông và bé Tính chia sẻ cho các bác cô chú anh chị một chút để cho các bác hiểu được là cái câu chuyện của bé Tính thì mình cần phải xử lý như thế nào và phải giải quyết ra sao. Và nói chuyện với ông để cho ông hiểu được cái tầm quan trọng cũng như là sự xuất hiện của cháu đến với bé Tính thì là có những cái trách nhiệm như thế nào. Và để cho các bác hiểu là cái vấn đề cháu Tuyên về đây không phải là để này kia và mục đích rõ ràng và cụ thể những cái hành động và công việc của cháu làm thì mục đích là muốn tốt cho bé Tính và tạo điều kiện để cho bé đi học. Cái đó thì cần phải giải thích cho ông. Hôm nay thì bà không ở nhà nên là cháu chỉ được gặp ông và bé ở đây thôi. Hành như đi ra họ ú tua mà nên tôi bao ú tua hơn lì là bao ú tua mà ú hành như đi ú mà uý từ sử dụng tua là pa lấy cho lấy cho tròn nhẹ này và nhiệt sĩ chỉ mua này bao tính là thổi nhiệt sĩ này nhiệt sĩ chỉ nho chỉ nho thổi từ sĩ này nhiệt sĩ ha này cho cứ tì bông là li uý trà bông là gì chưa chưa trà từ nhiệt từ đó từ mình nhỏ mà vì ở từ nhiệt sĩ muộn đa muộn đa là muộn khổ đa này muộn khổ đa buồn đỡ tệ trầu đa trầu ở từ mình nhỏ mà họ thì nhiều thế bông tả mà nhiều thế bông thế mà từ nhẹ thế bông thế thế nhiều từ này mà trầu lúc gì mà nhiều nhẹ bông đó lì là nói về cái vấn đề của bố của bé Tính hay là anh em của bé Tính thì bố mẹ đấy thì là ông bà hay là tất cả mọi người cũng đổ tội cho con ma thôi. Nói chung là tiếng Mông thì tù đa nên là con ma đấy, đấy. Tù lì đấy nhè từ vì đấy con tiếng Mông thì nó có hai cái từ phát âm nhưng mà cùng một nghĩa thôi. Tù lì với lại tù bạ tù đa nó là cùng một loại đấy, nó như của con mái. Đại khái là theo như ông hay bà chia sẻ thì cũng là cái câu chuyện đấy thôi. Đi lên rừng rồi là kêu này gọi kia thì nó mới xảy ra cơ sự như vậy. Oli nỉ hết nỉ xí này tù tì lầu này tù muỗi hay là từ từ cũng vấn đề
tổ tí là bơm thế. Ờ, tí lâu là tao hắn ta xung thế này. Tao à, ó lúc xung. Ó xung, tao ó xung. Ủa lì mà bao mù, bao thả lù mà hò. Bao thả hò. Ờ, bao thả thế hả mà hò. Ờ, bao mù yếu hóa trì, yếu hóa trì thì bao thả mà. Ờ, lì là. Là anh trai của bé Tính thì là một người mất trước, mất từ lúc 2 tuổi. Thì lúc đó thì ông cũng chia sẻ là cái lúc đó là bé cũng biết nói tiếng rồi, biết nói tiếng phổ thông và à biết nói tiếng rồi, đã biết nói rồi ấy. Và đi chạy khỏe mạnh rồi. Liền thảo nơi pung à ô cháo ô pung mo tê là lý chẳng. Chỉ bao mo là nơi pung hoa này xưa. À, vừ là, ý giả vừ là. Nơi chỉ bao thảo là nơi hoa này mà, nơi chỉ bao thảo là nơi biểu gan thế hoa này xưa mà. Một y sinh mà có y sinh chỉ dùng mà cho là sợ chơi mà này tùa. Ồ, một y sinh là chỉ nhốt chế chỉ hụp lì là. Hụ thế lô. Hụ thế hả là. Chỉ mất đa thế lô. Nói chung là vừa cái lúc bị là dạng như kiểu là bị nó như kiểu tắc ngơ ấy các bác, là ngửa mặt lên trời rồi là cứ mắt trắng lên thôi. Lúc đấy ông bảo là đi viện thì ở nhà cũng cúng mà đi viện thì cũng đi thì không chứa được. Thì mùa di sinh hòn lì hà không? Để mà tao ít khử á. Ồ, ít khử là. Tại ít khử mà chỉ rộng đấy mà. Di sinh này tiểu tụi mình nhuận mà khó chỉ tao. Ừ, gì là. Cho mà chơi xả, cho là sẽ chơi xả tùa mà. Ồ, đi. Ồ, đi thảo từ lâu ít bông mà mùa tụi mùa chỉ tao. Chỉ tao. Chỉ tao mùa thế? Chỉ tao mùa thế. Ồ, nhớ là tụi mùa mà. Nhau hộp la là chỉ tao mùa à? Mùa nhau hộp la mà. Ờ, nhau hết là. Ừ. Lúc mà anh trai mất thì có đứa em rồi, tức là chị của bé Tính là có rồi. Thảo tôi lâu bông là này xuống từ ở thế thế chỉ bông à chỉnh cho hết là chỉnh cho hết tôi bông họ lì là họ lì ô tôi tôi lâu này bông tao họ lì mà tôi mua này bông tôi lâu bông là tao ít xong á ít xong là tôi ít xong ở lì mà thảo tôi mua hai chỉnh mẹ mà họ trong hai chỉnh mẹ thảo tôi mua bông mà tao hơn tao xuống tôi mua tao ít xong rất ít xuống rất là ít xuống ít xuống mà bông là tôi giờ mua ít giả là ít giả ít giả tôi mua mà ít tụt phà mua thì sẽ chỉ tua thôi mà li hả li mà ô tụ cứ à tụ cứ hay tụ à tì lâu hay tụ mua bông mà tao hơn li mà xí bông tao không thấy điều thế tao à ít xuống tao vậy ít xuống tao thế mua từ tinh này mua từ tinh ốp lá thì từ chi tiết bông à từ chi tiết bông mà tại trời mà tại kỳ từ chi bông từ tây nó mà thì nhiều tinh ạ lì là nghĩa là cái lúc mà bố của bé Tính mất thì bé vẫn đang ở trong bụng à chưa, nghĩa là ông chia sẻ là lúc mà bố mất ấy mất được 3 ngày thì Tính mới đẻ đấy, Tính đẻ được 6 tháng thì mẹ mất. Đấy là quá trình từng thành viên trong gia đình rời xa khỏi thế giới đấy các bác, đi thế giới bên kia đấy. Vừa đi chế bông tàm xã Plau Tù mà. Plau Tù. Plau Tù. Nên là mỗi người cách nhau là một năm, chỉ có điều là cái thời gian mẹ của bé Tính mất và bé Tính mẹ của bé Tính và bố bé Tính mất là cách nhau có tuần chín thì tôi hết tuần nhà tôi mà hoàn tao ly. Tuần chín tuần tao à. Từ chi từ tao thấy tao lúc gì mà tao lúc gì tao lúc gì thảo mà tính tao lúc gì hả tao tính tao lúc gì mà thường như thế tuổi lì hả giờ mẹ bố mất được 6 tháng thì mẹ cũng mất, sau khi mẹ mất thì giờ là thảo nên là bông tà mà giờ dù tính là giờ dù tay thế không phải tay lo thế không giờ mà tôi la heo giờ tụi bò mẹ cái tay một tay một chết tàu giờ mà nên nó một cái bơ rê mua giò là phư thế ô tức là thế ô là thảo yên mà nho nên là nho tỏ à nho tỏ là thảo nên là bông mà mù nho tỏ là nho tỏ lúc cô chế mày mày là ly hò ông là người chăm sóc cho bé Tính lớn bằng này, nói chung là một bàn tay ông nuôi lớn như thảo nên nửa bông mà chỉ mua sữa nửa hàu mà chỉ mua một thó là của cháu dưa dưa mì dưa cho nhiều mì khô này dưa tha là sao sao đây là hậu dưa giờ ngày đấy thì cũng đi mua cái loại đường đỏ đường mía các bác về khuấy cùng với bột gạo để bón ăn thôi
Nói chung là cũng may mắn là lớn bằng này. Ừ. Ồ mà tôi hồi đây đều hồ hồ. Ồ, đây đều hồ. Nhi chí nhìn nhờ bông xả tao, tao ni mà tao cầu, đa cầu sung mà hồ. Ồ, là lô. Là lô hồ. Ừ, là lô. Ừ. Tức là bố mẹ mất thì tính ra đến thời điểm hiện tại bây giờ đã hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm, bởi vì bé được 6 tháng là mẹ mất mà. Thì hiện tại bây giờ tính là nhìn nhìn mà tao hắn tao sung. Tao cầu 13. Có bé sung. Có bé sung hồ. 13 tuổi là chuẩn đấy đúng không? Đấy, bé cũng vừa xác minh là cái lúc mà bố mẹ mất thì bé còn bé thôi, không hiểu chuyện. Đến bây giờ thì khi mà chia sẻ về cái câu chuyện của em thì em thấy như thế nào tính? Thấy giống nhau không? Là bà nói với ông nói thì có giống nhau không? Giống. Giống hả? Vâng. Thấy như thế nào? Có khổ không? Có. Cái nguyên nhân thì em có biết là tại do cái gì không? Không biết. Không biết hả? Nói đến đây vừa cũng không biết. Thực ra thì anh em mình cũng không hiểu đâu. Vấn đề là ông bà thì đều nói là nguyên nhân là do là ngày xưa là bố mẹ đi kêu trời kêu đất thì nó mới xảy ra cơ sự như thế thôi. Cái này thì không trách ai được. Nhưng vấn đề là anh nghĩ là nó cũng sẽ có một cái gì đó khuất mắc. Không thể nào mà vấn đề như các bác cũng từng đưa ra những cái kết luận dạng như kiểu là liên quan đến cái vấn đề ma mủng rồi các thứ. Thì mình cái đấy mình không có nhìn thấy, mình không nắm bắt được. Cho đa mà xả tôi mà bên dì bò hả? Dì bò à? À, dì bò, bò mà dì bò này nó chính là chỉ dì ly trà mà hả? Này tôi ta chỉ mất đa đấy luôn. Ok mà là hay giờ vì nó thì mẹ chứ. Mình một khu. Một phải tây hà trong à tao trong mà người khô à thì đa thì là trời nó thường nhiệt chi cho mình nhựa chứ đi rồi con ngồi xuống quay đi. Cái vấn đề này thì thực ra cháu Tuyên hay là tất cả quý khán giả thì không ai có thể giải thích được cái vấn đề này cả. Liên quan đến cái vấn đề mà tâm linh ấy thì mình không có cách nào để mà chứng minh được rằng là nó là nguyên nhân chính là do cái này và nguyên nhân chính là do cái kia. Cái hôm nay thì cháu Tuyên đến và chia sẻ với các bác về vấn đề của bé Tính và đặc biệt là nói chuyện với ông để cho thân thiện hơn. Trước tiên là nói chuyện như vậy, sau nữa thì sẽ có những cái sự trình bày và hỏi ông xem là cảm nhận như thế nào khi mà cháu xuất hiện thì ông nghĩ sao. Đấy. Cái đó thì sẽ phải nói chuyện một lúc, sẽ cháu Tuyên sẽ khai thác dần dần và tìm hiểu dần dần để cho quý khán giả cô chú anh chị biết được là người già người ta nghĩ gì về mình khi mà mình xuất hiện. À. Giờ xá ly trà ú tùa ba tính mà xá ú gió ít tù ly trà hỏi ít tù dùng thế rồi mà dùng mà chỉ cá hài chỉ mà hài nhất ly tính mà ú tùa mà ú tùa gió ít tù tù dư xá tùa mà tù gió ít tù gió ít tù chí ú mà hài nhất ly ú tùa mà chỉ gió vì á chí chỉ gió á chí cho hủ tụ tính lý. Ừ. Ủa tù mà hãy nhớ này. Ủa tù giờ y tù. Ủa tù sẽ dùng tù ba này. Của lấy cho bò lấy cho giờ nhót tỏ tê. Lấy cho mù mù y mà lấy ba. Lấy ba y khó con giờ này. Ba cày, ba rau, ba á chỉ tù tàu. Lấy ba chỉ mà uống gà á chỉ tù. Xìa là ba xìa mà uống gà tù. Ta chỉ mà lấy cho bò cho giờ mà ba y khó chỉ tù giờ ít tuổi ít khó ít tuổi khó, cái cổng tôi mà tao tao ít khó mềm mềm thế, gì mà khó chịu mà giờ vì nhân đi, khó chịu mà lấy từ hai nhân đi là pu tính, là chỉ mà pu tính của mù cẩn tới chứ, chỉ giờ u chế là u ác gì, khó hay u chế là mà xả, nhìn đi là tính thế hai chảnh mê thế, hai chảnh mê mà u chế thì giờ lì trà mà thì tao nho này, nhìn em mà xá lì trà của tao người ta một cần tao này, cần tao xì dò cần tao mà thổi đến lo tôi mà mua lùa thế này, chỉ dò một cần tao mua nó ra họ, nó thế mà tôi giờ la thế, giờ tao mua nó mà rung, họ tao mua nó mà rung chỉ tao mà tôi xả nó, xả u dò hết u lùa thế mà tôi tao một cần tao mà bao tao bao xả thế mà mù u lùa thế tôi tao dùng mà. Hai nhân liền là tôi bảo là u tôi xả thì
tua nó mà pa tàu tính chị mà pa nên tu ít tu xin đấy mình chị họ thế mà xin đấy giờ tụi mua tụi mua chút chè một tay giàu mà lấy cho mình nhổ mà hết lấy cho lầu mà hai chị cho chị thu hủ hơn tao này bây giờ tụi chị rồi ít tu giờ tụi bò tụi giờ xin đấy mình chị lấy cho mình nhổ mà một tay giàu mà lấy chị bao nè chỉ cho chỉ xả cho mà chỉ bao sức họ chỉ bao sức mà thả mà khá lấy cho mình nhổm ú tôi ý giả này một tay giàu mà lấy cho mình nhổm mà chế giả cho tân đi mà điện thoại này lấy cho dùng cho tân đi mà hành đùa cho giờ của họ thôi mà chỉ mua tại mà có tiền mà lì cá tới một con tàu chơi tới chín mua tẩy tới chín mua giờ lọ nói chung ông thì cũng là một người rộng lượng thôi, hết sức là cởi mở các bác ạ, cũng là một con người hết sức là bình thường thôi. Tuy nhiên thì có lẽ là bà thì hơi khắt khe một chút, nhưng mà trong nhà thì bao giờ cũng vậy, có một người cứng nhắc và một người mềm mỏng nó mới bù đắp cho nhau, đấy là cuộc sống. Buồn ngủ à tính hả, trưa nay ngủ cả buổi rồi vẫn chưa no à? Ngủ ít thôi, tỉnh táo lên nói chuyện với ông. Hãy nhớ đi mà ở tư bao là nhìn đi mà u khó chịu mà u hãy nhớ đi coi mà lấy cho bỏ tay ba mà u tua giờ thì mua từ từ mà chỉ cá mua này u tua xin này từ từ tới chỉ cá mua từ từ tới chỉ cá tua giờ u pu là mà lấy chỉ cá tua khó chịu mà dùng tính một gần đó dùng cho mà uống ga lò uống chứ thẻ chứ hãy nhớ đi mua gần đó mà mua tre này mua con giờ này mua khâu này mua pi tê này mua gần đó này đó này dưa hậu lử tê thầu tre thầu từ mua cờ ta hắn đi mua giả mua ta cả cờ mà hay mua xe mua cờ thế này sàn đến đấy mới chỉ họ giờ họ xả phun thì nên đến mới chỉ u tôi giờ hay giờ ba nó mà u chỉ giờ ba giờ tàu khó hay thì lỡ pu u chế nó mà u tôi mà do nó khá mà do nó xả sẽ là u chế li trà mà u li trà hả hủ khó mà bé mà khá mà hay khó mà chỉ xả lọ u chế nó mà chỉ xả lọ thật từ lỡ pu mà dạy cho các u nhìn đi mà xả khó chế mà pu này một cần đỡ sư chỉ mua từ từ cái gió nè chỉ mua từ từ cái gió u tua nhá nhưng mà chỉ mua từ cái gió mùa tới gió chỉ tàu u tới chỉ cái gió khó hay thì gió này giờ chỉ giờ hết bò chỉ rảnh pu nó chỉ rảnh pu ba nó mà khó chia rồi mùa ba là rảnh mà hay nhất liền giá chỉ rảnh họ ba cái thứ của hai thì họ dùng giờ tôi mua chỉ chè à ít cái hải lý, cho xả lý, chỉ xả, mùa tới giờ ít tuổi dùng, mùa u bao này tới giờ ít tuổi dùng xia, nên rồi ít tuổi chỉ ít tuổi nè tới giờ xin đấy mà chỉ lấy cho nhiều chỉ nó lấy cho nhiều chỉ thả mà khá mà hay, là mà lo mà chỉ giờ lo, mẹ tới giờ chỉ giờ mẹ là, bao này nó bao xả nó bao xả, nó bao u hải lý là thế mà xin này. Thảo tư này lo tôi mà này bao này bao xá bao xả bao lo nó mà này mà xả mà cho nói chung là cháu Tuyên thì cũng chém gió được một chút tiếng Mông các bác ạ, nhưng mà nó không nhiều. Vấn đề là ở đây nói chuyện với ông để tạo cái cảm giác gần gũi và nói chuyện với ông để cho ông hiểu được là cái tầm quan trọng và sự xuất hiện của cháu đến đây và mục đích gì, mà cái sự hỗ trợ của cháu đối với bé Tính thì nó như thế nào. Tất cả những khoản tiền, tất cả những khoản hỗ trợ thì luôn luôn là đến tận tay và đến tận nhà bé Tính để cho bé sử dụng. Ô liên mà nhìn đi Tính tôi nó mà chỉ mua say xì làm họ chỉ mua đây xì mà từ từ mua say chỉ mà chỉ mua cho mình nhiều cận đâu là thêm mua say cho mình nhiều nếu tôi mua say tàu là mua ít tuổi lo mua say tàu mà tao nó xung là tàu trâu xong á lo tôi mới say họ tôi mới say chạy say gì tàu á trông như này mà la say chỉ mà phát cửa liếu chờ phát cửa thì chỉ đâu say nhỏ
giờ cho chị nó mà mù lầy rau là pú mà chị hủ họ này chị lo chị lo này chị rùa đấy này chị hánh nhỉ này như mò mò chứ à giờ cơm mà chả cơm ít sùng như này chị cho kia này chị cho kia giờ cho mà chả giờ cho ít nung nhỉ giờ cho ít ô bể tình chung này của này một khía à này hai hánh nói chung là bây giờ về thì ở đây thì cũng không có làm gì liêm mà tính lớn nên chỉ mua lựu mà hả? Chỉ mua tính là ba ấy mua là giống như họ mua chế tờ khởi nhà đây chứ chế tờ mà nên mua đấy đi mua đấy đi không mua tỏ hát dung này là hát dung này chứ đây là vẫn đi đường kia nói chung là tính thì về đây thì vẫn phải làm nói chung là vẫn làm nhưng mà không nhiều làm dạng như kiểu là đi lấy củi đi lấy bùi nhùi về để nấu cám hay là lấy cỏ cho bò hay thi thoảng rảnh thì đi lấy củi, nói chung là nhiều vấn đề. Còn bản thân cháu Tuyên thì không muốn khai thác nhiều về gia đình. Cái này thì tự gia đình chia sẻ thì cháu mới động viên ông là thôi cố gắng. Bản thân em mua thì cũng còn trẻ, cũng có những cái sự cố chấp. Tuy nhiên thì thanh niên mà, phải là những người như thế thì mới tự lập được. Nói chung là phải tự lập thì mới phát triển được, ai cũng vậy thôi. Có một thời gian nào đó mình hiểu ra cái tầm quan trọng của người thân và người nhà thì lúc đó người ta sẽ tự ngộ ra. Bản thân cháu thì cũng chỉ mong sao là ông bà hay là bé tính tạo điều kiện cho cơ hội cho các bác, cô chú, anh chị và các nhà hảo tâm giúp đỡ một cách nhiệt tình, giúp đỡ một cách đàng hoàng và tử tế. Cháu là người làm chương trình đứng ở giữa thì bản thân cháu cũng đang cố gắng thuyết phục gia đình. Tuy nhiên thì hôm nay về không gặp bà, gặp ông ở đây thì cũng là một cái tốt, Âu cũng là số phận thôi. Giúp đỡ được cho bé tính thì cũng là một cái tuyệt vời. Tuy nhiên thì chút nữa thì cháu sẽ hỏi xem là ông có nguyện vọng như thế nào về vấn đề mà cháu xuất hiện giúp đỡ bé tính thì ông có yêu cầu gì không? Đấy. Nhưng mà trước tiên hỏi vấn đề đó thì tính đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Buồn ngủ rồi. Đây là không ngủ. Lì nhớ nên mà dù á thì dùng bùa dù nhiều là cho ba là dù là tối nhau hết thấy tổn bùa mê mê là rồi tổn bùa mê mê là lì mà ở bao tu đò tính quay phi ha tu cho xả tu hơn lì là ở xả sẽ là ở tu nó mà ở xả ở ba chỉ tính ba chỉ cho nó ở ba chỉ mà ta chỉ thấy tàu mà, rồi họ xe ở xã ú ba này á chị, rồi chính cả hai xe, ở xã mà là ở lầu thế, mà xe thì chạm mà ba này với nó chạy đồng này xe ở lầu thế ở và chỉ tàu thế, ly họ, nói chung ông là cũng muốn là cháu Tuyên giúp đỡ cho ông thì cũng muốn là cháu Tuyên đến và muốn hỗ trợ vì ông bây giờ cũng cao tuổi rồi mong muốn là cái nguyện vọng của ông thì cũng muốn là các bác cô chú anh chị giúp đỡ cho bé tính một cái căn nhà nho nhỏ để bé sau này có thể sinh sống bởi vì ông bà bây giờ thì cũng có tuổi rồi. Li giờ một xe ô chế là mà cháu ô tự một xe xe mà ô thì ô tao thấy nó mềm mềm thì sao? Lúc mềm nữa mà chỉ ô chỉ tao đâu mà ô một chế to nữa ô một chế to một trái ô chế to mà nó khó để chế mà ô chế to thì sao? Li hả? Đi đến tàu, ừ. Lì mà có trùng mà khi lòn đạn đi là khó cho khi đạn đi. Tàu là tàu huyết. Tôi sửa. Sửa là thế. Khó mà xả. Mà xả. Khó thì ủ tuôn mà ba này một cần đá cho. Ba xì gió ba này một cần đá cho. Tính có nghe thấy ông bà nói gì không? Đấy ông nói gì không? Thế bây giờ thì nói chuyện với ông mà anh Tuyên đến. Là giúp cái gì nói cho ông hiểu rõ cái này thì nãy anh cũng nói với ông rồi tuy nhiên thì nó không đủ nhiều bản thân em nói thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn em mong muốn như thế nào mà em mong muốn ở anh điều gì và kênh của anh em mong muốn điều gì thì em có thể nói và chia sẻ với các bác nhé đây em cứ nói đi em thì em mong muốn là bây giờ mong muốn bà là cao tuổi rồi thì mong muốn em làm một nhà cho em ở thế lúc nào cũng có ông bà thì cũng có cái nhà
Tức là lúc nào mà không có ông bà thì mình vẫn có cái nhà để ở đúng không? Vâng. Cái đó thì cũng là một cái suy nghĩ tốt thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây á, anh muốn hỏi em một một cái câu hỏi mà nó rất là nhiều khán giả cũng đang thắc mắc. Thì em bây giờ có thật sự là muốn đi học hay không? Đi học á? Thì em có thật sự muốn đi học không? Có. Em dự tính cho bản thân mình thì em muốn học hết lớp bao nhiêu? Học hết lớp lớp 9 rồi. Học hết lớp 9 thôi. Vâng. Sau khi học hết lớp 9 thì em tính là em sẽ đi làm gì? Em sẽ đi làm thuê. Làm thuê. Mục đích mình đi làm thuê để làm gì? Nuôi ông bà. Nuôi ông bà. Nói chung là hết lớp 9 thì em khoảng bao nhiêu tuổi? Em thử nghĩ xem. 15 tuổi. 15 tuổi. Vâng. Lúc đó thì em nghĩ là em đi làm thuê thì liệu có ai nhận không? Nói chung là sức khỏe này, đi làm thuê thì nó sẽ yêu cầu như gì? Sức khỏe, tuổi tác và cái độ chững chạc. Tất nhiên là không phải là mình muốn đi làm là người ta cho đi làm, bởi vì mình sẽ họ sẽ xét về nhiều góc độ, em hiểu không? Đi làm với ai cũng vậy thôi, bản thân em thử đứng ra làm một người làm chủ thì em cũng muốn là tìm và tuyển một người nó phải đủ chững chạc, bởi vì như thế thì người ta mới đào tạo lâu dài và làm với họ lâu dài được. Và đặc biệt nhé, theo cái Bộ Lao động việc làm ấy thì trên 18 tuổi thì người ta mới tuyển nhé, còn dưới 18 tuổi thì người ta không tuyển, bởi vì lúc đó là mình còn là trẻ em vị thành niên, em hiểu chưa? Lúc đó thì không ai tuyển em cả, không ai dám tuyển, bởi vì xảy ra vấn đề gì sơ suất thì không ai gánh được trách nhiệm. Vì liên quan đến trẻ em thì người ta bảo vệ quyền lợi rất là cao, em hiểu không? Cái đấy em cần phải suy nghĩ thật kỹ. Anh sẽ cho em thời gian từ giờ đến hết lớp 8 em để suy nghĩ, nên là cơ hội của em chỉ có một lần duy nhất thôi. Thì nếu như mà em muốn học cao hơn thì anh vẫn sẽ giúp đỡ. Còn nếu như học hết lớp 9 thì anh vẫn sẽ hỗ trợ giúp đỡ em học hết lớp 9. Chỉ đến đấy thôi thì anh cũng thôi. Đó, cái đó là trách nhiệm của anh nói với em như vậy. Là chia sẻ với em. Có lẽ khán giả cô chú anh chị cũng đang theo dõi và các bác cũng cũng đã lắng nghe những câu chuyện của bé Tính. Thực ra thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan đến con người và liên quan đến hoàn cảnh gia đình của mình nữa. Do vậy là để mà quyết định cho một cuộc đời của mình thì nó cần rất nhiều những cái sự quan tâm, cũng như là cần rất nhiều những cái lời động viên từ người lớn. Và vạch ra một con đường cho các cháu thì không chỉ là những người ngoài như cháu Tuyên đây, mà còn cả người thân nữa, và cụ thể là thiết thực bằng những cái hình ảnh cụ thể liên quan đến những người đã tồn tại và những người đã đi trước, thế hệ đi trước ấy. Thì em phải nhìn xem là những người đi trước mình, người ta học cái lớp 9 thì người ta sẽ làm gì và làm công việc gì là cụ thể. Nó đơn giản thôi em, bây giờ đi kiếm tiền ở ngoài xã hội nó khó lắm, nó vất vả lắm đấy, không hề đơn giản đâu. Anh nghĩ là em nên học và nên cố gắng học thật tốt, biết đâu đó rằng thì cuộc đời sẽ đem lại cho mình những cái gì tốt đẹp, em hiểu không? Thôi thì cố gắng thôi. Anh thì anh không bắt buộc em phải học thế này phải học thế kia, cái đó là tùy em quyết định và tùy em lựa chọn, nó sẽ là quyết định cho cả một cuộc đời của em. Ok, hôm nay thì các bác cô chú anh chị cũng đã được lắng nghe câu chuyện của Châu Tuyên chia sẻ về góc độ riêng tư đối với người ông về bé Tính. Lấy hôm nay như vậy thôi. Hà ly là họ. Sơ sinh. Sơ xá ly chào. Với xin tế họ. Thế nhá, anh về đây. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh về nhá. Cố gắng học nhá. Tính nhá. Hà ly là họ. Cũng là một cái câu chuyện của một hoàn cảnh thôi các bác ạ. Nói chung là cháu Tuyên xin phép là chia sẻ một đôi lời để cảm nhận câu chuyện của ngày hôm nay. Tuy nhiên thì để mà tốt hơn hết thì các bác đánh giá và các bác nhận xét thì nó sẽ là chuẩn nhất. Bản thân cháu thì là người đứng ở giữa và là người làm chương trình thì nó chỉ mang tính chất để các bác tham khảo thôi. Còn thực tế câu chuyện thì cháu vẫn đến và vẫn chia sẻ bình thường.
Tuy nhiên thì về góc độ của một người làm chương trình và thực tế trải nghiệm ở đây thì cháu nhận thấy là ông bà đang có một chút gì đó lợi dụng bé tính, rồi là dựa dẫm vào bé, coi bé như là một cái món quà để công cụ, dạng như kiểu là một cái công cụ để kiếm tiền cho ông bà tiêu. Thực sự là mua từ lo pa rất là khó nói. Tuy nhiên thì chào anh nhé. Đang làm gì đấy? Rất là khó nói. Tuy nhiên thì để chia sẻ rõ hơn và tìm hiểu kỹ hơn thì cháu Tuyên sẽ phải gặp người chú một lần để làm sao mà nói rõ về cái vấn đề này và làm rõ về câu chuyện này. Nói chung là nói chuyện với ông bà thì ông bà nói theo một kiểu, nhưng mà nói chuyện với chú thì chú lại nói theo một kiểu khác. Tuy nhiên để mà xác minh tất cả vấn đề đó, mình cần phải có những cái thiết thực. Và để kết luận một câu chuyện này thì mình cần phải ngồi lại với nhau. Và người lớn chính là những người quyết định. Và có lẽ là bây giờ thì cả đôi bên vẫn chưa tìm được cái tiếng nói chung. Do vậy là cháu Tuyên là người ngoài thì cũng rất khó. Động viên nó là một chuyện, còn khuyên nhủ nó là một chuyện khác. Cảm ơn cô bác anh chị và quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hiện tại cháu Tuyên về một lô hàng mới là mật ong bạc hà. Cháu Tuyên vừa lấy được của bà con và rót lên được mấy chai như thế này. Ngoài ra thì cháu Tuyên để vào đây rất là nhiều này các bác này. Ở trong này đang lọc này. Và đây có mấy sách như thế này này. Rất là nhiều các bác nhé. Các bác mua mật ong về làm thuốc hay là về ngâm hoa đu đủ thì cháu Tuyên có sẵn ở đây các bác nhé. Đấy, có thể là các bác mua về các bác tự ngâm. Cái hoa đu đủ này thì được cháu Tuyên lựa chọn và phơi khô. Cái loại này đã làm sạch sẽ và các bác về chỉ việc đổ ra chai, đổ ra lọ khoảng một tháng là các bác uống được. Rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa các cái bệnh liên quan đến ung thư. Và cháu Tuyên hiện tại thì cũng đang phát triển một số món như là chẩm chéo này. Chẩm chéo thì tới này cháu Tuyên sẽ bán cho các bác thêm một sản phẩm nữa, đó là thịt khô gác bếp với các bác. Bao gồm là thịt lợn gác bếp, thịt trâu gác bếp. Các bác về thì các bác có thể chế biến theo sở thích món ăn của từng người. Các bác mua thì thịt trâu gác bếp hiện tại bây giờ cháu Tuyên đã có và cháu Tuyên sẽ có những cái thức phim mới nhất gửi cho các bác. Và các bác mua ủng hộ cho cháu Tuyên thì cháu Tuyên sẽ đóng và gửi cho các bác sớm nhất nhé. Hiện tại bây giờ thì nhà cháu Tuyên có mật ong và ngoài ra thì một sản phẩm rất là quen thuộc nữa. Đó là trà mật hồng sâm, một trong những cái sản phẩm được các bác, các cô, các chú tin dùng rất là nhiều. Đặc biệt là cô chú anh chị đã đi cùng với cháu Tuyên rất là lâu rồi và các cái sản phẩm như thế này thì cháu Tuyên cũng đã bán rất là nhiều và được các bác cô chú tin dùng, rồi là hiệu quả nó đem lại thì cực kỳ tốt các bác ạ. Đặc biệt là các bác nào cao tuổi thì các bác có thể mua về các bác sử dụng để cho giấc ngủ ngon cũng như là để tròn giấc. Đấy, mọi người đã mua và đã sử dụng thì để lại comment nhé, rất là tốt này các bác nhé. Vừa đào thải chất độc trong cơ thể cũng như là làm sạch cái lá gan của mình, nó rất là tốt cho cái việc bị mất ngủ. Ngoài ra thì cháu Tuyên có thêm nữa là măng khô. Măng khô đây là măng mầm đặc sản vùng cao nhé các bác ơi. Đây là măng mầm nhé. Cô bác anh chị mua về ăn Tết thì các bác có thể sử dụng ngâm và chế biến theo món ăn tùy thích. Có thể hầm với xương, tùy thích theo ý của mình nhé. Đấy, những cái sản phẩm như thế này rất là nhiều. Cháu Tuyên tâm đắc nhất là về chè. Hiện tại bây giờ thì cái sản phẩm này có thể sử dụng cho các bác làm quà, biếu hoặc là các bác có thể mua về để phục vụ vào những ngày lễ Tết ấy, rất là tuyệt vời. Bởi vì bao bì cháu Tuyên đóng thì nhìn nó cũng rất là sang và đẹp nữa. Đó, các bác mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho cháu Tuyên thông qua số điện thoại ở ngay bên dưới video nhé. Cháu Tuyên cảm ơn tất cả các bác anh chị và quý khán giả. Những đơn hàng của các bác, những sự ủng hộ của các bác tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó là niềm động lực cũng như là sự ủng hộ của các bác đối với bản thân cháu cũng như là các em mồ côi ở trên vùng cao.